Đấy, xin chào ông bà, quý vị, chú bác và tất cả các bạn nhé, đã đến với kênh YouTube của Hải trên kênh chợ phiên Tây Bắc. Đây là kênh thứ hai và ngày hôm nay thì Hải đang có mặt tại khu vực bà con bán lợn đen, lợn bản, dê lúi, dê cò. Đấy. Thì Hải sẽ mời ông bà, cô dì, chú bác đồng hành cùng với Hải trong buổi sáng và đi xem bà con bán những cái con vật nuôi nhé. Trời bây giờ thì rất là nắng, bây giờ mình vừa đội mũ này, bỏ ra toát hết mồ hôi quá. Nhưng mà thôi trời nắng thì cố gắng đội vào quá, không về nhà này không ai nhận ra. Đấy, bây giờ thì xin mời các bạn trải nghiệm cùng với Hải nhé. Các bạn thân mến, hiện tại thì Hải đang đứng ở chợ phiên. Chợ này mang tên đó là chợ Cốc Ly, thuộc xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đấy, ở đây thì mới rơi vào có 7 rưỡi thôi mà trời nắng rồi, mùa hè các bạn. Một số bà con này mua đồ đạc người ta đã về rồi. Còn bên dưới bên này thì người ta bán lợn, lợn đen, chó. Đấy, đây bên này là người ta bán lợn này. Các bạn nào muốn xem chi tiết cụ thể hơn nữa thì là các bạn có thể là vào kênh Hải Bảo Thắng để các bạn theo dõi. Đây chó này. Con này toàn chó to đây các bạn. Đây những cái dòng chó thịt này. Ý chà chà chà. Ơ, ở đây có con vảnh tai đẹp chưa này các bạn này? Một con chó to vảnh. Thường thường là mình thích những cái con chó nó vảnh tai như này này. Đấy. Con này màu đen tuyền này đẹp nhỉ các bạn nhỉ? Đây. Đấy. Nhưng mà không dám đứng gần các bạn. Không dám sò tay vào, sợ nó cắn cho một phát thì toang luôn đấy. Là phải đi tiêm. Không biết là chó dại hay chó ấy không, là ví dụ mà trường hợp là chó cắn là các bạn phải đi tiêm để phòng trừ bệnh uốn ván rồi nói chung là các kiểu. Đấy, con này hiền nhỉ. Đấy. Con này trông vậy đây, có mấy trăm đây. Rất là rẻ các bạn, chó thịt bao giờ nó cũng rẻ. Đấy, khu vực bà con mang những con vật nuôi đi bán nhé. Đấy, còn ở dưới này thì bà con bán lợn. Lợn bản, lợn đen. Đây. Ở đây thì người ta cho vào những cái bao các bạn. Khi mà có khách xem thì là người ta sẽ bỏ ra. Hình như con này người ta mua rồi này. Đấy, mình thấy là người ta xách. Đấy. Đấy. Ở đây thì chắc là mấy con này là to nhất đây. Đây, người ta bắt con kia xem. Cho nằm ngang cho nó rộng anh, làm dọc này nó chật. Ở nằm ngang chân nó bị tọt các bạn. Nằm ngang là cái lỗ to các bạn. Ôi. Con kia phải rời 50 cân đấy, tầm 3 triệu các bạn. Hai con này cùng một lồng thì khá là chặt rồi. Nhưng mà vẫn vừa, vẫn được các bạn. Ở đây là người ta hàn những cái lồng rất là chắc, hàn bằng những cái thép 6. Lợn đen, lợn bản. Đây. Như ở đây là có hai bạn trẻ đi mua lợn, chắc là mua về nuôi đấy các bạn. Và có một cháu nhỏ đây. Đấy, trời nắng nhưng mà mình thấy là không đội mũ đi cả. Nhưng mà nắng buổi sáng nên rất là tốt các bạn. Còn là nắng buổi trưa, buổi chiều thì nó hại sức khỏe, nhưng mà nắng buổi sáng thì không sao. Hai em đi mua lợn à? À, mua về nuôi à? Chọn được chưa? Đang xem à? À, hai bạn ấy đang xem con lợn này. Cháu nhỏ đây. Hai vợ chồng trẻ các bạn. Có một cháu nhỏ. Trời nắng. Nhưng mà mình nghĩ là trời nắng này rất là tốt. Không sao, trời nắng buổi sáng nó đẹp ngọ tốt mà. Trời nắng buổi trưa, buổi chiều nó mới ấy. Nhưng mà những đứa trẻ trên vùng cao sức đề kháng rất là tốt các bạn. Đấy, chắc là bạn ấy đang xem một con này đây.
ham mà hát lửa là em biết chứ em có thể hát lửa à. Chắc là đang suy nghĩ. Chắc là đang đây. Những con này chắc là tầm mình chưa nhìn rõ người nó lắm, không biết là tầm triệu mấy hoặc là mấy trăm. À. Thôi cứ để hai bạn ấy mua. Nói chung là nếu mà bình quân thì lợn nó rơi vào 90 đến 100 nghìn một cân khoảng đấy. Chúng ta mà mua theo cân thì chúng ta có thể là ước lượng. Đấy, khu vực này bà con cũng đang ngồi xem, đứng người ta đứng rất là đông để bàn luận giá rồi trò chuyện những cái câu chuyện. Đấy, khu vực bà con bán lợn nhá các bạn nhá. Đấy, lợn, chó, nhưng mà ngày hôm nay thì so với chợ Bắc Hà thì chợ lại ít hơn. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn cả nhà xuống khu vực rất là ấn tượng, đó là khu vực bà con bán dê. Đấy, dê cỏ, dê núi. Kia ở kia cũng có một người đi quay chợ phiên kìa các bạn kìa. Đấy, đồng chí mũ đỏ kìa. Lắng nhanh nhỉ, bây giờ thì mới mùa, nói chung là mùa hè lắng rất là nhanh. Dê. Cái khu vực rất là nhiều dê các bạn. Đây, mình sẽ xuống dưới này để quay chia sẻ cho các bạn. Ở đây thì có dê đực, dê cặp, rồi dê tơ. Đây. Ở đây là có hai con dê con này các bạn này. Hai con dê con đang tuổi lớn phát triển, các bạn có thể quan sát cái cặp sừng của nó là các bạn biết này. Dê. Giao lưu với nó mà nó không trả lời gì cả. Đáng nhẽ là phải kêu lại cho anh em một cái tiếng ý để anh em còn trả lời. Ôi, khu vực này toàn dê tơ đẹp đây các bạn. Đấy, dê đang tuổi lớn. Những cái dòng này thì nếu mà dê tơ này là người ta bán theo giá là 101. Bởi vì nó là dê cái, nó rẻ hơn dê đực các bạn. Dê cái bao giờ cũng rẻ hơn dê đực. Đấy. Nói chung là tầm này mang về nuôi thì ok, quá là ok các bạn. Hoặc là làm thương phẩm ở cái giai đoạn này là chất lượng này. Nếu mà dê đực đẹp to thì tơ thì người ta bán với giá là 120. Hai đại ca giao lưu võ thuật. Ôi trời ơi, dưới này đông thế nhỉ. Một buổi sáng chúng ta đứng ở chợ phiên vùng cao ạ, nhiều chưa? Ồ, hai quả lùng liềng các bạn. Những cái hai quả không gọi là hai quả gì nhỉ, hai quả bầu. Đấy, rất là dài lùng là lùng liềng dê đực các bạn. Đấy, khu vực này toàn dê nhỏ thôi. Các bạn có thể để ý rằng là trên chợ phiên Tây Bắc của Hải ấy, thì là dê ở trên đây là dê núi, dê cỏ. Về cái ngoại hình của nó rất là nhỏ. Những con to bình quân nhé, đây là những cái con to bình quân, nó chỉ rơi vào tầm 30 cân đổ xuống ấy. Đấy, nó rất là nhỏ, còn thường thường là đấy khoảng đấy các bạn. Và thậm chí là rất là nhiều con dê nó nhỏ hơn. Dê nhiều, tha hồ mua các bạn. Nhưng mà mình lưu ý với các bạn là mua dê thì các bạn phải đi sớm các bạn. Đi chợ sớm để tìm cho mình những con dê đẹp, chất lượng. Đây. Ở đây có một cái cân dịch vụ, người ta cân cả người hoặc là có lồng để cân. Cái lồng kia là người ta quy định là 10 cân sẵn. Đấy, cân thì chúng ta mới trừ đi 10 cân. Đấy. À,
À, mấy con này là người ta mua hết rồi này các bạn ạ. Người ta mua, người ta cho vào lồng. Đấy. Chợ này thu hút được cũng khá là nhiều khách du lịch các bạn. Nếu mà có chợ trâu vào diễn ra vào ngày chợ trâu mà diễn ra vào ngày hôm nay nữa thì thu hút được nhiều nữa. Bởi vì là chợ trâu bây giờ là diễn ra vào thứ hai, mà chúng ta đang có mặt tại chợ đây là vào thứ ba rồi, sáng thứ ba hàng tuần. Ở kia có một con dê con kìa, rất là đáng yêu các bạn. Đây. Đây. Con này nhìn đáng yêu chưa các bạn? Đây. Con này dê là chắc là mới đẻ được khoảng tuần đây các bạn. Dê đang đi tìm mẹ, bị lạc lõng giữa đám đông. Ở đây thì nhiều dê cắm lắm các bạn. Ở đây thì có hai hình thức mua bán. Hình thức thứ nhất là mua theo cân. Mua theo cân thì giá thì nếu mà dê tơ được đẹp thì giá 12 hoặc là 11 năm hoặc 11 hoặc là 7, 8, 90 cũng có. Nó tùy thuộc vào giai đoạn và độ tuổi trưởng thành của con dê. Và dê khỏe hay là dê yếu hay là dê chất lượng thì giá khác nhau. Và hình thức thứ hai đó là người ta mua vo các bạn. Mua vo có nghĩa là mua tù mù ấy các bạn. Một là được, hai là lỗ. Ai có kinh nghiệm thì sẽ được lãi. Còn người nào mà kinh nghiệm còn non thì mua nó không đúng với số cân hoặc là nó không tương đương thì chắc chắn là sẽ bị lỗ đâu các bạn. Ở đây nhiều chưa? Ngày nay mình nghĩ là nó phải trên nó phải rơi vào tầm khoảng 300 con dê mất các bạn, rất là nhiều. 300 con là khá là nhiều rồi. Đấy, ở khu vực này dê đẹp nhỉ. Đấy, ví dụ như con này này. Đấy, con này đẹp chưa? Lông mượt, ngoại hình béo. Đấy, chỗ này mát thì người ta chui nhau và thi nhau vào đây đứng để tránh cho nó mát các bạn. Đây trên này. Đến sớm thế? Đến sớm thế? À, wow. Dê cặp. Dê con này. Nhìn như con này đáng yêu chưa? Không có con nào dê nào độc lạ nhà Bình Dương nhỉ các bạn nhỉ? Nếu mà có con nào độc lạ Bình Dương là mình phải mua ngay. Mình mua về để làm video cho nó hấp dẫn đấy các bạn. Con này nhỏ này. Đấy. Dê này không biết là mình cho nó ỉa một chỗ sau này nó có quen không nhỉ? Bởi vì là nhà mình không có đất ấy. Nhà mình nằm ngay ở mặt phố nên cái đất, cái vườn rau còn không có. Mà nuôi ở trên sân thượng thì chắc là khó nhỉ. Đấy, chung là nó ỉa ra nó hôi mới mùi cứt dê, mùi nước đái nó hôi. Nếu mà nuôi như vậy thì máu lắm thì phải ngày nào cũng phải rửa và chăm sóc các bạn. Nhưng mà mình cũng định mua một con nhưng mà nó phải độc lạ Bình Dương cơ. Hiếm gặp và nó hay. Còn dê bình thường đây thì nhiều lắm. Một cái khung cảnh là vô cùng ấn tượng các bạn. Hình như là bác mang đi bán dê này. Người ta mang cả ô tô đi chở dê này. Đấy, xe kia người ta đã mua dê. Đây các bạn này, cái xe này người ta mua dê người ta về rồi này. Đấy, vì thế mà mình mới khuyên các bạn đi mua dê phải đi sớm để tìm cho mình những con dê đẹp chất lượng. Xe này một con hình như là ba cái đầu ba con. Nhưng mà lần sau đi còn một cái dây không ạ? Còn một cái dây cắt hai bên đi của tôi được. Thắt hai bên phải làm dây thừng anh nhỉ? Dây thừng nó không có dán. Thì nó đi. Dây co nó chỉ treo để là
Còn thì đi nó an toàn hơn. Bởi vì nếu mà buộc hai bên đây dừng vào thì nó sẽ không co giãn các bạn. Còn nó có điểm tì nên nó chắc. Cái này mua về cho quán đấy chứ anh? Nuôi đã. Hàng to rồi tưởng mua về thịt đấy chứ. Tùy, đấy là tùy mỗi người các bạn. Đấy, người ta thích nuôi to thì nuôi. Nuôi về cho đẻ các bạn. Đây là đa số là toàn dê cái sao ấy. Đây, bà này cũng có con chó con này. Đấy, những cái chó phổ thông, chó thường các bạn. Những cái dòng này 200, 250. Đấy, xe kia người ấy, xe kia bác kia về kìa. Mua được hai con gà trống, một con lợn. Đấy, chợ phiên nhé các bạn nhé. À, đây con dê đực này các bạn này. Cái này gọi là cái gì đực nhỉ? Lùng làn lùng liềng. Không biết là có ai ngâm rượu cả dê không nhỉ? Mình chưa biết các bạn, chỉ thấy là người ta hay nhắc đấy. Hay bảo là ngâm rượu. Đây, lùng là lùng liềng. Bên trái bên phải. Đông nhỉ? Một cái khu vực chợ rất là đông các bạn. Lắng nữa. Rồi ok các bạn nhé. Video ngày hôm nay thì mình chủ yếu là chia sẻ cho các bạn cái khung cảnh bà con bán dê, bán lợn. Đấy, bán chó. Còn các bạn nào muốn xem video cụ thể chi tiết thì các bạn có thể là vào kênh Hải Bảo Thắng để các bạn theo dõi từ đầu đến cuối. Đấy, video đấy thì mình bên video đấy thì mình sẽ mời các bạn đi ăn tiết canh dê. Ở chợ này thì có món tiết canh dê nổi tiếng. Đấy, xin chào ông bà cô dì chú bác và các bạn nhé.